thử canh con này. Anh em dự đoán đi, cho anh em dự đoán xem bao giờ ra Yasuo level 3. Yasuo quyền năng à, giáp mùa đỏ. Cho nên ta mẫu, bây giờ đi lượng cung săn Yasuo, sao? Đủ bài. Đây chắc đây. Đây Yasuo 3 này. Có hai thì đi nhỉ? Đây, giải thích cũng sao? Hai thì sau trận đấu ấy. Làm cũng rất là có đẹp quá rồi. Hai nước mắt các bạn ơi, dù đây hai nước mắt các bạn ơi, dù đây hai nước mắt là đổ pin luôn á. Đùi cho tôi chạy rất mẹ rất mổ chứ đúng không? Ui dồi ôi, Yasuo bây giờ quả rất gai một rồng ngon nhỉ. Đùi đây tét mồm luôn. Nó, Yasuo hút máu hoàng quá. Yasuo hút máu được quá. Ông này chỉ vì một lần ghép đồ sai mà toang này. Không có đồ cho Nunu này. Chỉ vì một cú ghép đồ sai. 7 Ezreal này. À, Nunu kiếm súng 9 rừng. Nó cạp cho thấy mỏi luôn. Ồ, con Ahri chạy ngu, hay quá. Lâu lâu mới được một lần con Ahri chạy ngu. Are you sure about that? Không, mà chẳng ngu hay không, nó cũng thua mình à. Sen trước. Đây là xịt đây. Đây xe đây rồi. Có xe đây rồi. Ui, khỏi, khỏi. Wow. Khỏi các bạn ơi, hai nước mắt quỷ thư cho hết. Cho hết Lee Sin luôn nhỉ. Mắt thì chỉ có Lee Sin vào hút luôn. Lý có con Jilin thì thay con này. Jilin thay con này. Đấy, nó có Yule này, Yule 2 luôn. Rồi, còn phép không à? Rồi, bốn bí ẩn đi. Quá dễ rồi các bạn, quá dễ rồi. Nunu nè.
Game nào không win thì chịu, game này đỏ chó lắm rồi đấy. Thề, đánh giá là game này quá đỏ chó rồi. Không thắng được thì cũng chịu. Nó biết nói gì. Đã phải xem châu thế. Châu. Châu chúng tôi. Người dân chết ly, làm sao mà được cán. Dễ gì, tôi cho nó cán các bạn ạ. Trẻ trâu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ trâu vô địch.